Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 249. Ngày nào Nhân Đức cũng chia sẻ pháp môn tịnh độ đều nhấn mạnh cái việc tín nguyện niệm Phật. Quý vị nhớ, tất cả chúng ta tu pháp môn tịnh độ, hàng Phật tử phải nhớ, muốn cả đời niệm Phật mà không thối tâm thì đi từ con đường nào? Tín nguyện. Thí dụ như mình học một cái nghề nào mình đã quyết tâm học, quý vị bỏ không? Không bao giờ bỏ. Mình đã làm một cái gì mà mình đã quyết tâm làm thì không bao giờ bỏ. Cái người mà bỏ cuộc là cái người lơ là, cái người không quyết tâm. Vì thì mình niệm Phật mà mình quyết chí tín nguyện kiên cố rồi thì làm sao mình bỏ niệm Phật hả quý vị? Không bao giờ mình bỏ niệm Phật. Nhớ. Hồi sáng Nhân Đức gặp một cái cô này. Cô kể Nhân Đức nghe câu chuyện, cô nói rằng có một người bạn biết của ông tịnh độ, tính ra tu 25 năm. Người bạn này có tâm lượng rất là lớn, đi chỗ này đi chỗ kia để mong đem cái môn tịnh độ giới thiệu. Mà tuổi cô thì cũng tầm dạng gần 70. Thì cái cô mà gặp Nhân Đức nói rằng là con nghe thầy chia sẻ pháp môn tịnh độ, con khuyên bạn thôi bạn ơi, mình đã bỏ khoảng thời gian cũng dài đem Phật pháp để giới thiệu tùm lum chỗ, nhưng mà thấy bạn đi chỗ này đi chỗ kia mà bạn không có dụng công tu được, lỡ cơn vô thường đến với bạn bất tử, lúc đó có khi mình mất phần giảng sanh. Bây giờ thôi bạn hạ thủ công phu chuyên tâm lo niệm Phật đi. Thì người bạn này nói rằng là bây giờ một số nơi người ta cứ kêu gọi, bây giờ mà không đi kỳ quá, đi chỗ này rồi người kia nói ồ sao đi lỡ chỗ đó rồi giờ không lỡ đây, người ta buồn chết bắt buộc đi hoài, thôi để từ từ đi. Rồi cuối cùng người này đi đến một cái nơi nọ, đang đường đi trên xe vậy, tự nhiên cái nó nhồi máu cơ tim. Thì cái lúc mà nhồi máu cơ tim thì đưa đến bệnh viện, thì lúc đó cô trên xe, mọi người cũng niệm Phật cho cô, nhưng mà mọi người nhìn cô vất vả rồi nặng nề rồi đau khổ rồi trợn trắng mắt, rồi cô chết luôn, không niệm Phật gì được hết. Thì cái cô bạn này đến gặp Nhân Đức, kể câu chuyện đó xong cô hỏi thầy ơi, vậy bạn con có được giáng sanh không thầy? Nhân Đức nói nguyện thứ 18, có dựa vào nguyện thứ 18 của Phật nếu chí tâm tin ưa, khi thọ mạng đến niệm từ một niệm đến 10 niệm, bạn của cô có niệm được không? Cô nói dạ không thầy, bạn con bệnh nặng nề nhồi máu cơ tim, lúc đó con thấy mặt mày tím mất rồi trợn trắng mắt chết luôn. Thì cô này nói xong cô khóc, nói uổng cho bạn quá. Nhân Đức nói thì cô nhìn từ cái việc làm của bạn cô, tuy là thiền nhưng mà bạn cô lại không dụng công tu. Nên chiều hôm qua với sáng này Nhân Đức nêu với quý vị thấy không, ngày nào cũng tập chết một hai lần để nhắc mình cái niệm cuối cùng là niệm gì. Nhớ nghe, tập chết một hai lần, cái niệm cuối cùng là niệm gì? Nhất định phải là niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Nên như Đức khuyên quý vị là thường là cứ nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Cái niệm cuối cùng của mình bất cứ ở nơi nào mình cũng là niệm Phật để cầu sanh cực lạc, không có lôi kéo sự sống. Đó là cái chỗ mà cần
dụng công tu, rồi được sự nhắc nhở suốt gì nè quý vị. Quý vị thấy không? Cơn vô thường đến bất tử cái trở tay không kịp, chết. Nó làm bao nhiêu việc thiện luôn. Đi chỗ này chỗ kia khuyên người ta niệm Phật, nhưng mà mình lại không dụng công niệm Phật. Hòa Thượng Tịnh Không năm xưa cũng có kể câu chuyện. Vì cư sĩ này rất là giỏi, rất là giỏi luôn, và dẫn chúng đồ rất là hay. Đến khi mà thọ mạng cuối đời của ông, người ta hộ niệm cho ông, ông nói thôi im đi, đừng có niệm nữa. Sau này Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không càng giảng pháp, ngài mới hiểu ra. Thì ra là ông này vì hình thức cũng quá giỏi, nhưng mà vì thật chất ông không có dụng công tu, ông không gầy dựng tín nguyện. Nên người mà không gầy dựng tín nguyện là thường cuối cuộc đời là thê thảm, thê thảm lắm. Quý vị nhớ, cái văn tự học nhiều rất là tốt, không có phải là xấu. Nhưng nếu cặn tự nghiệp là quý vị chỉ có dùng câu Phật hiểu. Nếu như quý vị quá hiểu nhiều mà quý vị không gầy dựng tín nguyện cho mạnh niệm Phật, là khi cơn của thường đến bất tử bị đơ. Đa phần là họ quý vị đơ. Tại vì sao? Vì mất phương hướng. Hiểu chưa? Thí dụ như vị chỉ có một con đường, vị đi đến một cái chỗ đó. Chỗ đó là chỗ nào? Thế giới cực lạc. Thì là niệm Phật là một con đường đi đến thế giới cực lạc. Thì cặn tự nghiệp bất cứ lúc nào quý vị là niệm Phật chứ thì sao? Nhưng quý vị trong một lúc quý vị biết nhiều quá, nhiều thứ quý vị biết quá, và trong tâm trí vị nó đều bị phân tán ra hết. Và tất cả cái chỗ phân tán đó là nó thành ra nghiệp hết. Nghiệp nó làm cho quý vị mờ lý trí đi và mất phương hướng mình làm cái gì. Cuối cùng lúc đó quý vị phần nhiều là mê, mà quý vị đã mê rồi là quý vị tiêu. Giống như bị mù rồi sao biết đường mà đi. Mê là mù đó quý vị, mê mù. Nếu như quý vị chọn một câu Phật hiệu này là một con đường quý vị đi về cực lạc, thì sống chết quý vị cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên những đức nói rằng một ngày quý vị tập chết 2-3 lần, 1-2 lần để chi? Để quý vị ý niệm tập là cuối đời phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Khi đến một ngày nào quý vị sẽ chết thiệt, lúc đó quý vị sẽ bình tĩnh niệm Phật cầu sanh cực lạc, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Những đứa còn nói rằng bây giờ đem củ cải để bày trên bàn đầy hết, và tất cả người thân đứng xung quanh, quý vị nín thở như gần chết, rồi quý vị nhìn người thân ai là người giúp được quý vị, rồi tiền bạc giải quyết được vấn đề gì. Lúc đó quý vị sẽ nhìn thấu rất là sâu sắc. Rồi chúng ta mỗi ngày tập nhất định ý niệm cuối cùng là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bất cứ ở nơi nào, trên xe hay vị trí nào, hay là gặp kiếp nạn gì, cũng là niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nhớ phải tập. Nên những đức nói rằng 2 bài học tập một câu ai Phật niệm đến cùng và quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá cực kỳ quan trọng. Nó cực kỳ quan trọng luôn, quá quan trọng. Nên mỗi một Phật tử đừng có để luống qua cuộc đời quý vị ấy. Đừng có để luống qua một đời tu hành của mình, uổng dữ lắm. Rất là uổng luôn. Mình mà để luống qua thì uổng quá. Phải gầy dựng tín nguyện tín tâm cho cực kỳ mạnh, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Không có việc nào quan trọng bằng việc này đâu. Việc này là việc quan trọng nhất, và việc này là việc mình phải làm trước nhất. Muốn biết thân bằng quyến thuộc, muốn giúp được thân bằng quyến thuộc, muốn cứu ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thì phải niệm Phật sanh cực lạc. Tất cả những việc thiện việc tốt trong cuộc đời này là làm để thể hiện là một người tu, để làm những việc đó để mà giúp chúng sanh hướng đến Phật pháp thôi quý vị à. Còn bản thân chúng ta nếu không gầy dựng niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị mất phần giáng sanh. Dù phước báo có thọ lớn cỡ nào cũng là phước báo nhân thiên. Đây là tổ sư nói đó. Đó tổ sư nói. Như đức đọc trong quyển sách mà Phá Nghi Sanh Tính, Tịnh Độ Phá Nghi chứ, có một đoạn nói rằng pháp của Phật thì 84.000 pháp môn, nên bạn chọn một pháp để chuyên tu. Hãy xem căn tính mình mà chọn một pháp để chuyên tu. Vậy quý vị coi căn tính của mình phải là pháp môn tịnh độ này phù hợp không? Căn tính của mình là chỉ pháp môn tịnh độ này phù hợp thôi quý vị.
Nhưng mà đã là tu tịnh độ, đã là niệm Phật rồi thì phải có thời gian để dụng công tu và lắng động tâm của mình. Thí dụ như cái câu chuyện nãy cô kia, 20 mấy năm niệm Phật, đi chỗ này đi chỗ nọ, cuối cùng cô nhồi máu cơ tim, cô chết bất tử. Bạn nói rằng nâu mặt hết, mắt trợn lên và chết. Nếu như bây giờ chúng ta mỗi ngày công việc gì, quý vị cũng phải dành thời gian niệm Phật. Và quý vị nên tập cái vô thường đi, ngày nào cũng 1-2 lần hoặc 3 lần, vì nó có 1 phút, 1 nín thở để tập mình cận tới nghiệp chết. Bất cứ lúc nào luôn, tập chết, tập chết, tập chết, tập chết, cứ tập chết. Tập chết, niệm cuối cùng là niệm gì? Tập chết, cuối cùng là niệm gì? Tập chết, cuối cùng là niệm gì? Niệm A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc, cứ là niệm như vậy để tập thành thói quen. Khi chết thiệt thì chúng ta nhất định sẽ bình tĩnh, niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Giống như chúng ta trông chờ Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, cứ trông chờ, trông chờ, trông chờ, trông chờ, trông chờ là phải niệm Phật. Trông chờ Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, từ nơi đó một ngày nào nhất định Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn. Còn bây giờ chúng ta tập chết, ý niệm cuối cùng là niệm gì? Tập chết, ý niệm cuối cùng là niệm gì? Tập chết, cuối cùng niệm là niệm gì? Tập như vậy thì chắc chắn rằng khi cận tới nghiệp, quý vị sẽ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc thành công. Quý vị sẽ không bị hụt hẳn, không bị hụt hẳn, không có lôi kéo sự sống. Và tất cả việc thiện việc tốt đang còn có sức khỏe đủ duyên thì cứ cố gắng làm. Nhưng mỗi ngày phải tập mình về vô thường giải thoát. Bất cứ lúc nào cơn vô thường đến, tất cả việc đó đã xong rồi. Dù là nó làm lỡ dở chưa xong nhưng hoàn toàn đã xong, vì trách nhiệm bản thân mình đã làm hết mình khi đến với cái cuộc đời này. Từ khi hiểu Phật Pháp và làm việc cho Phật Pháp, và đến khi ra đi, chúng ta đã làm hết với lương tâm mình. Còn bây giờ thọ mạng tôi đã đến, đến lúc tôi phải đi, đi về Tây Phương Cực Lạc, là một tấm gương thể hiện cuối cùng. Cái này là cực kỳ quan trọng luôn quý vị, quá quan trọng luôn. Chúng ta không gầy dựng ủng quá, thật sự không gầy dựng quá ủng. Nên quý vị biết rằng chiếc máy nghe Pháp V52 này cực kỳ quan trọng luôn. Tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi nên chân thật đem cái máy V52 này đi phổ biến, vì nó là một phương pháp đặc biệt. Vì quá nhiều người gặp nhận đức nó rằng nó lợi ích quá lớn. Chính người ta chỉ tặng cho người thân người ta một chiếc máy nghe Pháp này, hoặc mọi người một chiếc máy nghe Pháp này. Quý vị biết nhận đức ở trong chùa không, mà bao nhiêu con người đến gặp nhận đức, nói cầm lên chiếc máy này, nói trò con cảm ơn thầy. Mà họ mừng, đừng có nói nữa, nói là trò nhờ chiếc máy, nhờ con nghe thầy giảng mà con cởi mở tâm tư, rồi con niệm Phật mà lợi ích lớn, lớn quá lớn thầy ơi. Và cũng nhiều người nói rằng chỉ một chiếc máy này thôi mà người thân người ta nghe Pháp, và cũng chiếc máy này, và đó trong đó có điều hộ niệm hết luôn, và hộ niệm cho người thân người ta luôn. Quý vị thấy, chỉ một chiếc máy nghe Pháp V52 như vậy thôi, hơn 1000 buổi thẻ nằm trong hết, mà lợi ích cực kỳ lớn cho bao nhiêu con người khi mà đem chiếc máy này đi để mà tặng cho người, giới thiệu tịnh độ. Và nhiều người bị ung thư, bệnh này bệnh kia, đang bế tắc chuyện này chuyện kia, vậy mà chỉ một chiếc máy nghe Pháp này mà người ta nghe, mà ta cởi mở tâm tư, bao nhiêu con người mừng vô cùng, gặp những đức cảm ơn. Thấy thù thắng cỡ nào chứ, quá thù thắng đó. Nên mỗi người nên nhiệt tình hết mình để đem chiếc máy này đi giới thiệu. Phía sau chiếc máy này đều có số điện thoại, hoặc là bấm lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, hoặc thầy thích những đức, nhất định quý vị sẽ tìm ra địa chỉ và số điện thoại, gọi đến ban tổ chức đặt máy nghe Pháp, làm pháp thi. Gia đình có đám giỗ, đám cưới, hay gia đình có đám người mắc đầy tháng thôi noi, đều là giới thiệu pháp thí được, và đem pháp thí để tặng cho những người hữu duyên đến nhà mình. Nếu quý vị chân thật làm được việc này, như đức nói đây là một cái việc đại công đại đức, mà vừa cầu an cho người thân mà vừa cầu siêu cho người thân. Việc này là việc đặc biệt, quá tốt đẹp, cơ hội đem pháp giới thiệu. Còn chiếc máy niệm Phật đeo cổ này, những người chuyên niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, những người thích niệm Phật, quý vị đi đâu cũng nên đeo chiếc máy niệm Phật này, nhớ. Đi đâu cũng nên đeo chiếc máy niệm Phật thành thói quen. A Di Đà Phật. Nhắc mình niệm Phật suốt luôn quý vị. A Di Đà. Cứ đeo máy niệm Phật để nhắc mình niệm Phật thôi. A Di Đà. Vì biết rằng những đức lên xe một cái là đề máy xe là có điều niệm Phật liền. Lúc nào bên cạnh cũng có điều niệm Phật, trong phòng, vị trí phòng nào cũng có điều niệm Phật. Xung quanh chùa đều bắt điều niệm Phật. Từ nơi đó quý vị biết rằng là từ đó tới bây giờ những đức lúc nào ở nơi nào là bật điều niệm Phật xuyên suốt.
Nó thành thói quen nghe danh hiệu Phật quý vị. Lợi ích này vô cùng lớn cho người sống và người mất luôn. Quá đặc biệt. Nói chiếc máy niệm Phật này, những người bạn niệm Phật, những người biết niệm Phật giới thiệu, để bản thân mình đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, tập thành một cái tính đeo máy niệm Phật. Lợi ích mình lợi người, lợi mình lợi người, nhớ nghe. Chúng sanh nghe qua là gieo duyên được rồi. Lúc nào cũng đeo máy niệm Phật, cái việc này cực kỳ quan trọng để mà mình gây dựng cái công đức niệm Phật. Và đây là máy bấm số. Mót có Phật hiểu vì thấy đây là những phương tiện tu tịnh độ mà rất gần gũi, rất đơn giản luôn. Vì biết rằng trong cái thời cuộc này là phát triển về máy nghe Pháp, máy niệm Phật rồi chiếc máy bấm số, cực kỳ phù hợp trong thời cuộc này. Phải hàng Phật tử hãy suy nghĩ kỹ. Phải trong thời cuộc này cái người đọc sách ít không? Quý vị công nhận là cái thời cuộc này người đọc sách cực kỳ ít luôn. Ngày xưa người ta kiên nhẫn nó đọc sách đặc biệt lắm. Nhưng người bây giờ là người đọc sách cực kỳ ít. Sách vở bây giờ in có khi rất nhiều, in rất là đẹp, nhưng để tặng cho người đọc thì rất là ít. Quý vị biết rằng cái lượng sách mà lúc trước không biết ai cúng dường quyển sách Liễu Phàm Tứ Quấn của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết mà nhiều không tưởng tượng được. Bây giờ cái lượng sách, cái lượng kinh mà nhiều không tưởng tượng được, và kinh Vô Lượng Thọ quá nhiều luôn, nhiều đến mức mà biết hổm thường ngày kêu dọn sắp xếp hết tất cả cho những người nào muốn thỉnh lợi thỉnh. Vì cái thờ mà thầy lại Bồ Tát Quán Thế Âm là cái đợt đó ai cúng, tới bây giờ nhiều không tưởng tượng được cái lượng sách, biết bao nhiêu tiền bạc mà in mà nói, mà bây giờ đưa sách cho Phật tử là lắc đầu, ít có ai mà đọc sách. Dù một quyển sách hay nhưng mà lại họ không chịu đọc. Bây giờ sách của tổ sư này kia quý vị đọc thu âm lại, phổ biến từ thẻ nhớ hoặc là trên mạng hoặc là máy, thì người ta còn có thể nghe một chút. Thì vị biết rằng trong thời cuộc này, cách đây khoảng 5-6-7 năm trước là những đức đã nghĩ cái chuyện phổ biến máy nghe Pháp, và tới bây giờ luôn là những đức làm suốt luôn, không biết bao nhiêu trăm ngàn cái máy mà nói phổ biến máy niệm Phật, máy nghe Pháp, máy bấm số. Phải rõ ràng quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Phải cái thời cuộc này quý vị ít bao giờ đọc sách không? Từ nơi đó mà phát triển gì máy nghe Pháp, máy niệm Phật là việc phù hợp vô cùng trong cái thời cuộc hiện đại này. Đem Phật Pháp truyền tải bằng chiếc máy nghe Pháp, máy niệm Phật và mạng Internet, đó là điểm đặc sắc nhất. Còn sách vở người nào đủ duyên in cứ in, đủ duyên in cứ in, mà in vừa vừa thôi, đừng quá nhiều, đừng in quá nhiều. Vì quý vị biết rằng những đức này, sách vở mà dịp Tết nào cũng đem ra và tặng cho Phật tử, đòn đến đưa người ta cứ nhìn, thấy cái tâm chân thành mình đưa người ta mà không lẽ người ta không nhận, đưa người ta cứ nhìn. Rồi bây giờ có nhiều vị Phật tử quý vị đi về chùa là bắt đầu là được tặng sách này, giới thiệu sách này sách kia, quý vị đưa phải cầm về, quý vị không đọc quý vị nghĩ sao? Mà bây giờ người ta đưa mà mình không cầm thì cũng không được. Quý vị coi, từ cái tâm mình là mình biết cái việc mà sách vở bây giờ cái người ít đọc cỡ nào chứ quý vị. Cái người mà thích đọc sách bây giờ rất là ít, cái người mà không đọc sách bây giờ cực kỳ nhiều luôn. Nên từ nơi đó mà cái máy nghe Pháp này để phổ biến rộng khắp nơi nơi là lợi ích thù thắng vô cùng trong cái thời cuộc này luôn. Mà quý vị biết rằng cái phương pháp mà tu mà thu âm mà bây giờ phát triển để cho chúng mỗi ngày tu ở trong chùa là việc này đang phù hợp, rất phù hợp trong cái thời cuộc này luôn. Thời cuộc này mà kiếm người mà để dẫn chúng tu cũng khó nữa. Đó. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là quý vị biết rằng phát triển Phật Pháp và đem Phật Pháp giới thiệu, quý vị phải nhìn cái thời cuộc con người bây giờ. Con người bây giờ quá bận quý vị à, quá bận rồi. Có một người gặp Như Đức hỏi, dạ thưa thầy, một con người này chưa hiểu gì nhiều mà họ nhồi nhét sách vô đầu óc quá nhiều, có tốt không thầy? Như Đức nói không tốt. Vì họ nhồi nhét sách vào đầu óc họ quá nhiều, sau này khó giải. Mình nói cái gì họ cũng nói họ biết nhưng họ không làm. Thường là những người đã sanh cái ngã rất là lớn, rất là khó giải. Người làm thầy gặp những người đệ tử đó bó tay.
Từ khi cái người thông hết mà nhìn thấu buông xuống hết thì nói làm chi nữa. Nên bây giờ con nít quý vị rất là khó dạy. Vì sao? Nó hiểu biết rất là nhiều. Nó nghĩ nó còn thông minh hơn mình, sao mình dạy nó? Nó nên từ nào đó thà không biết nhiều mà quý vị uống nắng quý vị dạy dễ hơn. Nhất là cái pháp môn tịnh độ này, nếu như quý vị gài dựng tín nguyện, tín tâm ngay có vật hiệu mà chăng thật niệm thì cái lợi ích cực kỳ lớn. Niệm lâu về sau quý vị sẽ thấy cái lợi ích lớn, cực kỳ lớn luôn. Phải có lòng tin cực điểm đối với lời dạy của Phật, thờ mà pháp niệm Phật thành thục, chăng thật mà niệm có vật hiệu này đi quý vị, lợi ích này lớn dữ lắm. Nên ngày nào những đức cũng gài dựng tín nguyện, tín tâm cho hàng Phật tử, để chúng ta cùng tu tịnh độ, tu cả đời mà không thối tâm. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người tu pháp môn tịnh độ đều tín nguyện kiên cố cả đời niệm Phật không thay đổi. Bây giờ những đức hướng dẫn quý vị, gia đình có ngôi Tam Bảo và quý vị có thời khóa tu hết rồi. Ví dụ như mỗi tuần chủ nhật, thứ bảy đến chùa được, chúng ta đến. Còn lúc bình thường ở nhà lúc nào cũng có thời khóa tu, và điệu hồ niệm đều có sẵn hết luôn. Quý vị đều áp dụng được hết ý gan trong chùa mình luôn. Việc chùa làm được quý vị đều làm được. Nhớ, chỉ cần tín nguyện niệm Phật là quý vị thành công. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời, cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.